Chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhá. Em là Quyết, em Bắc Giang, 0364011683 và 0983198883. Đây là mấy chỗ số điện thoại trực tiếp bán hàng bên em nhá, và số điện thoại 0915198883. Đấy thì anh em mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại, ba số điện thoại nhá. Thì hôm nay bên em lại về mấy con máy nó giá rẻ, nó hợp lý các bác, và một con siêu phẩm Uy Thái 110, con này nó đẳng cấp. Từ đầu em bán hàng rồi bán con thứ hai. Một con CD90, một con UEFA 202 và một con Super Dream đời 2007. Và một cục Sirius nhá. Thì sau đây thì em sẽ giới thiệu từng con một, thì các bác là ưng được con nào mà cảm thấy ok, phù hợp với túi tiền của mình. Mới lại anh em đam mê chơi thì anh em mới mua được những cái hàng nó đắt tiền nhá. Thì còn không anh em xem chơi thì anh em xem chơi cho nó vui, biết giá về sau này anh em có thể mua, và anh em hiểu hơn được về những cái dòng các dòng máy nhá. Rồi đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu các bác một con Sirius. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Thì em giới thiệu con Sirius, con đầu tiên này. Con này thì máy nó cũng đời cao, máy đời cao, côn zin điện zin, vách giữa chưa chẻ. Đấy, con này cũng khá là đẹp nha các bác nhá. Con này đời IV7, con này đời Sirius, con này đời cũ nha các bác nhá. Đời cũ nhưng mà máy zin đẹp mà chất. Đấy. Con này giá của nó là 3.200.000 các bác nhé, 3.200.000 đồng. Đây, 3.200.000 đồng H120. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, nó rất là zin luôn các bác nhé. Có tội là vỏ nó hơi xấu một chút thôi. Anh em nhìn này. Đấy, rất là đẹp nhé. Con này thì đây, chế zin này. Đấy, con này thì máy bên em bao lỗ ngon, lỗ êm nha các bác nhé. Giá 3.200.000. Con này đời nó cũng đời của máy Thái nha các bác nhé. IV7 này. IV7 là Sirius các bác nhé. Thì đời máy Thái thì nó sẽ cao tiền hơn. Thì con này là giá của bên em bán 3.200.000 nhá. Anh em ưng được con này mua thì con này nó đời vào đời 2009. 2009 nhưng mà máy nó cực kỳ chất luôn các bác nhé. Máy cực kỳ chất luôn. Đấy, anh em ưng được anh em mua con này. Đấy, giá quá là ok luôn. Giá 3.200.000. Thì thường thường là những cái con máy đẹp ấy, thì bên em bán giá cao nhé. Con nào thì đây, cốt máy nó gần như là mới nhé các bác nhé, gần như là mới. H120 giá 3.200.000 nhé. Con này đầy đủ hết cả dàn điện nhé, cần đạp, cần số, chế khí, dàn điện, giá bao ship 3.200.000. Ngày hôm nay em sẽ bớt các bác còn 3 triệu thôi, 3 triệu đồng nhé, bớt cho các bác 200 đổ dầu. Đấy, anh em nhìn cái lốc sơn, lốc đầu máy rất là đẹp luôn. Đấy. IV7 này. Đấy. Rồi con này đời máy Thái nên là nó cũng khá là chất lượng. Đấy, nó không. Rồi thì con này Sirius em báo sơ qua nhé, giá của nó là 3.200.000 nhé, sẽ bớt còn 3 triệu. Anh em mua được anh em chốt con này nhá, H120. Rồi tiếp theo giới thiệu con máy nó gọi là siêu đẹp đấy, dành cho các bác nó đam mê chơi đấy. Có nhiều các bác và thật sự các bác là đúng là cái tầm tiền 15 triệu các bác cũng không thể mua được Uy Thái 110, còn nó đẹp như này. Thì em con này thì là cái cửa tiền của nó hơi cao một tí nhá. Con này là H123 nhá, Uy Thái 110. Để anh em nhìn cốt máy nó gần như là 100% cốt máy nhá các bác nhá. Đấy, gần như 100% cốt máy. Máy sạch sẽ, đẹp. Đấy, còn con này thì là côn zin điện zin, vách giữa chưa chẻ rồi. Con này máy VIP này, 15 triệu nhá các bác nhá. Báo giá luôn 15 triệu. Đây. Và sẽ nó còn những cái gì nó được những cái gì mà máy nó đẹp như thế nào thì em sẽ tả qua nhá. Đầu bùa ET13 này. Đấy, và tất cả đều zin hết đây, củ đề nhá. Đây, đấy, củ đề xịn của nó. Anh em nào đã có xe rồi thì anh em nhìn cái biết luôn. Đây, còn thứ hai đầu bò này anh em nhìn nhá. Đấy, máy zin luôn. Đấy, zin này. Đấy, từ những cái con ốc chi tiết em quay chi tiết đến 100% anh em nhìn này. Đấy, nó sạch sẽ rồi, nó quá là đẳng cấp luôn con này rồi. Đấy. Tất cả những con ốc đều là chưa một vết chạm nhá các bác nhìn. Nhìn này, đây. Đấy, chưa vết chạm nhá. Hơi 110 108 này. Đấy. Cái dòng đời máy Thái. Mỗi tội nước sơn hơi lổ nha các bác nhé. Đây, nước sơn hơi lổ. Thứ hai nữa là cái chữ này nó còn rất là đẹp. Đấy. Còn điện thì các bác khỏi phải mở luôn. Vì đây, anh nhìn con ốc này. Con ốc em đã mở ra nhưng mà trong điện sáng quắc, điện Thái luôn. Nó vẫn vẫn giữ 100% nó là điện Thái luôn. Thì nó con này nó máy zin đẹp. Các bác mua cái đời cao, giá tiền cửa tiền cao thì các bác yên tâm về chất lượng luôn. Đây. Thì cũng chả mấy khi là nó tháo ra. Con này nó ra từ con 30 triệu các bác nhé. Ra rồi còn 30 triệu rồi đấy. Không phải mấy lúc nào các bác mua được đâu. Đấy, tại vì em săn lùng nó gọi là nó kiểu như là đấu giá.
để mua được con này thì em cũng lãi có 500.000 đấy, mấy khi không mấy khi em mua được. Chứ còn em bạn sẽ bao zin thì có 100% cho con máy zin nhá, và máy móc lủ êm không khói mà con xe nó có chạy nhiều hay không nhìn thấy qua này nhỉ. Đấy, nhìn đọc cốt máy bác nhìn nó chạy nhiều hay không đấy, cốt máy nó còn dày dặn, nó còn còn gần như là 100% nhá. Đây còn cái cần khởi động này, cần khởi động này. Đấy, tất cả mọi thứ nó quá ok, nó quá là zin được các bác nhá. Đấy, còn đời con máy này thì các bác cứ tham khảo lựa chọn nhé. Thì đôi khi là em báo 15 triệu các bác bảo cứ mua được cả con này, nhưng mà xin lỗi các bác là các bác có nhiều lúc các bác không nhanh tay, 15 triệu các bác không mua được con máy như này. Đấy, máy móc cực kỳ chất luôn các bác nhé, cực kỳ chất, cực kỳ đẹp luôn, con này quá đẹp rồi, siêu VIP rồi. Đấy, còn anh em nào đã mua chơi thì anh em không quan tâm đến tiền rồi. Đấy, Mitsuba nhé. Đây cái chế hòa khí xịn này là cơ bản nó đã bán ra, nếu mà đồ ngon như này thì nó bán ra tầm 1 triệu, 2 triệu mấy, nó rơi vào hơn 2 triệu một cái chế hòa khí rồi. Đấy, đây là chế hòa khí Kenhin 110 máy Thái. Đây, riêng cái bộ điện này bán ra thị trường là anh em phải mua 1 triệu mấy một cái bộ phụ kiện độc di điện nha các bác nhé. Đây còn mui sườn này, đấy, Thái Lan này. Đấy, nó hơi bẩn một chút thôi. Thế nhưng mà tất cả là đồng bộ hết nhá. Anh em nào nó có con sườn con đuôi Thái rồi, anh em mua về anh em chỉ việc lắp những cái này vào thôi. Anh em vệ sinh qua nhá. Vệ sinh qua cái chế một chút thôi. Chứ còn chế là anh em nhìn này. Đấy, nó quá là zin, quá đẹp này. 15 triệu nó cũng không phải là quá đắt được các bác nhá. Đấy, còn em quay cận cảnh chi tiết nhá. Có anh em bảo là chạm rồi thì không có từ chạm rồi nhá. Đấy, chạm rồi bán giá khác. Đấy, anh em nhìn nó đẹp mức độ như thế này cơ mà. Đấy, quay Thái 110. Đấy, nên là anh em là có lưu ý nha, có con quay Thái mà anh em muốn thay sang nha, anh em chơi con này quá tuyệt vời luôn, không có gì phải suy nghĩ cả. Đấy, giá tiền thì 15 triệu đồng. Bao cả ship luôn. H123 nha các bác nhá, H123. Rồi, hôm nay em có mấy con máy đẹp để giới thiệu các bác nhá. Thì các bác cứ xem video. Rồi, tiếp theo con thứ ba là con Dream Việt 207. Đấy, con này nguyên zin đẳng cấp luôn. Đấy, có nhiều bác là cứ chuộng cái dòng anh là phải thích đời cao, cứ nhiều anh thì thật là chỉ 207, 208 anh mới mua, chứ còn anh không mua đời cao. Đấy, vì cái dòng máy này đôi khi là nó từ đời 204 đến 208, 209 là bắt đầu nó không ra cái máy này sẽ là ok hơn, vì cái nước sơn các bác nhá. Cái nước sơn của cái dòng đời 12 trở lên, 11, 12 lên hay bị lổ. Đấy, thứ ba nữa là máy nó không chạy chất bằng những con này. Đấy. Anh em nhìn nhá, đây nó rất là zin nhá, zin gần như con này zin 100% luôn, đây zin 100% nhá các bác nhá, KFM10HVN này, đời 207, máy cực kỳ ngon luôn, cực kỳ chất nha các bác nhá. Đấy, cái này nước sơn thì cũng qua 5 tháng thời gian thì nó cũng bị chóc rồi. Nếu còn nếu anh em về sang vách nhá, sang vách thì quá là tuyệt vời luôn. Đây còn cốt máy nhá, chạy nhiều hay chạy ít này. Đấy, con này chạy đâu đó có chắc con này chạy tầm 3 vạn thôi, 3 vạn, 6.700.000 đồng nhé các bác nhé, 6.700.000 đồng H122. Đấy, con này bao zin thì các bác 100% luôn. Đấy, cái lô này là zin và nó kèm theo nó được những cái gì mà nó có những cái gì thì là nó nguyên cục máy zin này. Cái này thì em không quay nhiều nữa, thì là nguyên cục máy zin này nhé các bác nhé, thì các bác sẽ kèm theo chế hòa khí cần đạp phần số. Đấy, đây quay bộ phụ kiện này. Đây lọc gió nha, lọc gió này, phun dàn điện nhá, đây phun dàn điện này. Đấy, IC còn nạp và chế hòa khí zin nhá, mang cá chế hòa khí zin luôn các bác nhá. Đấy, chế hòa khí em để trong này, hàng này nó cực kỳ zin rồi nên là em cũng không bỏ ra nữa. Rồi, đấy, dành cho các bác là anh em cứ xem chơi, anh em mua được thì anh em cảm thấy ok được anh em cứ đặt cọc trước cho em những con máy đắt tiền nha các bác nhá, con máy đắt tiền kia em phải lấy cọc 2 triệu nhé các bác nhé, cọc 2 triệu bên em mới bán nhé. Còn những cái con rẻ này các bác cọc trước 500, nhận hàng các bác thanh toán nốt. Đấy, thì bên em là có cọc nhé. Ở con này là con Uy Alpha, con này thì Uy Alpha lúc đen. Đây, con này thì cũng bao con này giá bao nhiêu đây, con này giá 3.500.000 đây. Đây, 3.500.000, con này thì nó được những cái gì. Đấy, 3.800.000 em rút xuống còn 3.500.000 nhá. Thì con này là vách giữa chia trẻ côn zin. Đấy là cốt máy này, cốt máy đạt gần như 100 nhá. Con này nó UA 100,
đời con này là đời 2007 2008 các bác nhá. Đấy. Còn đầu bò thì từ từ để em ngắm nữa nha. Đây đầu bò HVN này. HVN 16 nha các bác nhá. Con này nó cũng chạm đầu rồi. Chạm đầu có keo. Đấy, các bác nhìn keo. Đấy. Thì con này nó cũng chạm đầu rồi. Thì con này là bên em nó còn hơi xịn này. Nói chung là zin toàn bộ, xịn toàn bộ. Máy móc lỗ ngon, con này đi ít nhá. Con này 3 triệu rưỡi về anh em chạy chợ hoặc là anh em chạy linh tinh là ok. Còn cái con này là bên em có clip test nhé. Máy lỗ cực kỳ ngon, cực kỳ chất luôn. Đấy, clip test nhé, 3 triệu rưỡi. Thì nó sẽ đủ dàn điện nha các bác này. Đây. Đủ dàn điện IC, con nạp chế hòa khí nhá, đầy đủ hết đây. Có cả chế hòa khí trong này. Đấy, thì con này giá 3 triệu rưỡi. Quá là hợp lý nhá. Để gửi tất cả anh em của tất cả các bác nhá. Đấy. Mã 124 nhá. 124 nhá các bác nhá. Giá 3 triệu rưỡi. Chưa. Rồi, tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay là Honda CD90. Đấy, CD90 con này thì đúng thật là các bác là đây, được cái chế Japan. Chế 67 à, chế CD90 nhá. Mang cá này. Mang cá đẹp nhá. Chưa sứt mẻ gì cả. Cần đạp cần số zin. Thứ ba là con máy nhá. Con máy này thì bên em chỉ bao lỗ êm. Bao lỗ êm. Đấy, còn cái đầu máy như này các bác nhá. Đây. HM1 này, hơi 85. Điện zin. Tất cả đều là phụ kiện đủ của nó. Nó chưa có gì thay thế cả. Còn nói về để mà Trung Quốc nha các bác nhá. Để mà sửa xe thì không bao giờ bằng Việt Nam được. Đấy, họ chỉ thay thôi. Nhưng cái dòng này thì là đôi khi là nó chỉ bị hơi này cái nó thể say xác măng thôi. Chứ còn Việt Nam là để anh em mua được những con này thì vách viết già hết rồi. Chả còn gì, những con máy nó cũng mua lát chuét luôn. Đấy, đấy là như đây con này thì được phần của nó là côn ok. Vách giữa chưa trẻ này, có mỗi cái đầu bò chắc nó ra nó chạm vào cái đầu bò, nó thay cái đầu bò HG vào. Đấy, đầu bò HG cũng là hàng chính hãng nhá, nhưng mà không biết là nó chạy như nào thôi. Đấy, còn tất cả nó là đều đầu bò zin, tất cả đồ zin hết các bác nhá. Đồ zin hết. Thì con này là mã H125 nhá, giá của nó là 4 triệu đồng bao ship nhá các bác nhá. 4 triệu đồng bao ship. Đấy thì anh em cứ ok được thì anh em mua nhá. Thì tất cả những con này là bên em đều bán công khai có giá tiền hết. Đấy. Anh em cảm thấy ưng ok được thì con này về anh em lắp lên, chỉ lắp lên là lổ thôi. Số má cực kỳ ngon luôn. Đây, anh em nhìn cái răng này. Nó còn gần như là mới nhá các bác nhá. Đấy, răng nó gần như là mới này. Cái số này các bác còn khỏi phải chê luôn. Đây. Đấy. Anh em nhìn thấy số nó chạy kiểu như là quá là ngon rồi. Đây anh em nhìn này. Đấy, số quá đẹp luôn. Đấy, anh em ưng được con này anh em mua nhá, giá 4 triệu đồng không có mà cả nhá. Giá 4 triệu đồng H125. Chứ cũng chẳng mấy khi gặp được những con này, bây giờ nó bên em đang còn không có hàng ấy. Đấy, anh em là ưng được anh em mua nhá. Thì tất cả cái dòng như này thì anh em ưng được con nào thì anh em mua con đấy nhá. Rồi, chào tất cả các bác, tất cả anh em nhá.